Hello, xin chào anh chị nha. Hôm nay nhà cô Niên lên rất là nhiều cá nhớ xé dẻo nè, cá nhớ một nắng, cá đù xé dẻo, cá sạc xé dẻo. Lần này lên được cá sạc to lắm nha anh chị nha, 1 kg 8 con nè, to hơn cái bàn tay luôn. Và chả mực giả tay Hạ Long, đây đặc sản Hạ Long đây, chả mực này giả tay ăn nó dai giòn sực sực, rất là ngon luôn. Đây em chị coi ha, cá nhớ xé dẻo nè, sản phẩm này quá quen thuộc luôn. Đây là con cá nhớ xé dẻo 6 lạng, anh chị coi nè, cái bụng nó trắng, cái thịt nó tươi trong ghê chưa, con cá đẹp mà ngon quá ha, quá trời ngon luôn á. Đây nè, đợt này em làm được cá to lắm, con này là 6 lạng, con này là 8 lạng rưỡi, anh chị coi ha, con em so con 6 lạng với con 8 lạng rưỡi nè, cá dứa xé dẻo mà size 8 lạng rưỡi là rất là to luôn nha chị nha. Con 6 lạng với con 8 lạng nó cũng không chênh nhiều đâu nha chị nha, nhưng nhiều anh chị cứ tưởng là cá mà 6 lạng là nhỏ, nhưng thực chất là nó không nhỏ đâu. Đây em so với con 8 lạng rưỡi nè, không chênh lệch nhiều nha chị nha. Rồi đợt này em lên được, đợt này em làm được thùng gì là 50 con cá dứa mà size to từ 7 đến 900 gram. Anh chị nào mà thích cá dứa to thì alo em liền nha, tại vì này nhanh hết dữ lắm. Rồi đây là cá dứa một nắng. Đây cá dứa một nắng, con này là 1 ký nè. Cá dứa hai cái chị đen, yên tâm cá dứa gần giờ, cá dứa thật 100% nha chị nha. Con này là con 1 ký nè, hoặc là em có size nhỏ hơn xíu, như con này là 6 lạng rưỡi nè. Thì anh chị nào mà thích ăn mỏng, ít ăn thịt mỏng vừa thì là cái con 6 lạng rưỡi 7 lạng ok. Còn anh chị nào mà thích ăn nó dày thịt cho nó đã thì con ký nè, em sao không? 6 lạng rưỡi với 1 ký nè. Con 1 ký nó to hơn con 6 lạng rưỡi cũng khá nhiều nha chị nha. Rồi còn đây là con ký 25 nè. Nó còn dày thịt hơn cái con ký nữa. Thì tùy cái sở thích của mình nè, mình thích ăn dày nhiều thì lấy con ký 2, ký 3, ký rưỡi. Còn thích ăn vừa vừa thì có thể làm con ký hoặc là 6 đến 8 lạng nha chị nha. Rồi còn đây là cá đù xé dẻo. Đây cá đù xé dẻo nè, trời có cái thịt của nó tươi trong ghê chưa, nhìn ngon mắt ghê chưa. Đây là cá sạc, lần này á bữa giờ là em không có kiếm được cái sạc size to luôn á. Đợt này là mới làm được một ít cá sạc size to nè, anh chị coi nè, cá sạc là 1 kg 8 con. Em so với cái bàn tay của em nha, cá này, cái bề dày của nó dày hơn cái bàn tay của em luôn á, và cái bề ngang nó to hơn cái bàn tay của em luôn nè. Cá này 8, cái size 8 con 1 ký này nè, là ăn rất là dày thịt, nó ngon hơn các size nhỏ nhỏ hơn xíu. Còn đây là chả mực Hạ Long, bữa giờ làm nhiều lắm nhưng mà không giới thiệu, hôm nay đang ráng giới thiệu lại chứ sợ anh chị quên. Là cái chả mực này nè, em giả tay chứ không có xe máy, và em làm 100% từ mực luôn, nên là mình mang đi nước ngoài thoải mái ha. Và giả tay cho nên là ăn nó giòn giòn sực sực, rất là ngon luôn. Cái này là chiên lửa riêu lên nè, chấm tương ớt nè, nhậu được, ăn cơm cũng ngon, hoặc là riêng nước tương, ăn cơm rất là bén nha chị nha. Rồi, tôi đi lên rất là nhiều cá mới, cá sặc, cá đù, cá dứa, chả mực. Để anh chị yên tâm á, là khi mua khô cá ở đây thì luôn luôn có khô cá mới. Và hôm nay tôi đi lên nhiều hàng vậy, để sắp tới ngày mai 21 nè, đóng 1 kiện 20 kg đi Mỹ và 1 kiện 15 kg đi Úc cho khách hàng ở nước ngoài. Anh chị mà cần khô cá, tô khô ngon để ăn ở đây hoặc là biết tặng hay gửi đi nước ngoài thì kênh bắt Zalo hoặc là hotline để tôi đi tư vấn và gửi hàng chị nha.